Chào các bạn, thì vậy là giờ đã sang tháng 12 thì cũng đã sang tháng cuối cùng của một năm làm việc. Thường thường thì đến cái tầm giữa tháng 12 thì thời điểm này là đã giữa tháng 12, gần tháng giữa tháng 12 rồi, thì tháng 5 thì công ty sẽ có cái tiền thưởng cuối năm cho tất cả các nhân viên và kể cả thực tập sinh. Thì mình công ty mình hôm nay thì cũng đã có cái tiền thưởng của thực tập sinh, và nói chung là tất cả nhân viên trong công ty, thì tất cả những anh em thực tập sinh và kỹ sư trong công ty thì cũng đều được thưởng. Thì mình cầm trên tay là cái phong bì thưởng của một thực tập sinh trong công ty mình. Gọi là tiền thưởng thì cũng không đúng, nhưng mà cái tiền của thực tập sinh ấy, thì đợt trước vào giữa năm cũng có một lần là được thưởng nha các bạn. Thì thực tập sinh của đợt đấy thì mỗi sang được một lần, mỗi sang được nửa năm, thì công ty cho cái gọi là tiền hỗ trợ là chính, không phải là cái tiền gọi là thưởng. Vì thực ra là trong cái có nhiều bạn là anh em cùng đi học ở cùng ấy, thì cũng có thực tập sinh, thì cũng các bạn thực tập sinh nhiều cũng có nhắn tin, hoặc là cũng gọi là như là khoe khoe, cũng là gọi là khoe cũng được. Thì đợt thưởng công ty cũng thưởng cho khá nhiều này. Thì mỗi tháng thì thưởng giữa năm thì cũng có công ty cho được 10 man, 6, 7 man, thì khoảng tầm 15 đến 20 triệu tiền thưởng đối với thực tập sinh. Tuy nhiên trong cái hợp đồng của thực tập sinh ấy, thì nó không có bao gồm khoản thưởng, mà chỉ gồm cho các kỹ sư nếu là nhân viên chính thức thì sẽ có những khoản thưởng Tết, thưởng giữa năm. Thì tùy theo cái hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty mà người ta sẽ thưởng bao nhiêu phần trăm cái số lương, phần phần trăm của tháng lương cơ bản, có thể là 2 tháng lương hoặc là 3 tháng lương, thậm chí là nửa tháng lương. Đấy, thì đối với thực tập sinh của công ty mình thì công ty cũng có một khoản tiền gọi là hỗ trợ, thì chứ không phải là gọi là thưởng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn cứ quen gọi là tiền thưởng Tết và tiền thưởng giữa năm. Thì đây là tiền thưởng, cái phong bì thư của thực tập sinh trong công ty mình. Thì đây bạn, thì ở đây thì họ công ty có cho là 3 man, hoặc là cho 3 man chứ không phải là thưởng 3 man nữa. Thì thực tập sinh thì không không công ty cũng nói thẳng với bọn mình là thực tập sinh thì không có tiền thưởng, mà chỉ có đối với đối với kỹ sư thôi, chứ còn thực tập sinh thì không có tiền thưởng. Thì công ty cũng gọi là có khoản hỗ trợ, thì đối với thực tập sinh sẽ được được cái phiếu lương, các bạn phải là 3 man. 3 man thì trong đấy thì có một số khoản là trừ tiền thuế má và một số các cái khoản khác. Mình sẽ show cho bạn xem là xem cái tiền mà anh em thực tập sinh được nhận vào dịp cuối năm là bao nhiêu tiền, các bạn xem. Đây bạn, thì đây là cái phiếu gọi là như một cái phiếu lương luôn. Thì mới có ghi tháng ngày ngày 11 tháng 12 là cái ngày phát phiếu, nhưng hôm nay là ngày 10, là ngày nhận lương luôn đấy. Thì đây số tiền sẽ được cho là 3 man, gọi là tiền hỗ trợ là 3 man chứ không hẳn là tiền thưởng nữa, là 3 man. Thì trong đó thì có một số cái vẫn khoản các khoản thưởng thì vẫn phải trừ khấu trừ bình thường. Như ngày xưa mình ở Việt Nam thì có tiền thưởng là sẽ lấy nguyên cả cục chứ không phải trừ tiền thuế thứ. Nhưng mà bên này thì vẫn phải trừ hết. Ví dụ như đây vẫn phải trừ bảo hiểm mất 1 sen tư, hơn 1 sen tư khoảng tầm 300 nghìn. Tiền lên kinh thì vẫn phải đóng là 2 sen 7 thì khoảng tầm 600 nghìn nữa, là thành 800 nghìn rồi. Và cộng với một số các cái bảo hiểm, các cái đây một cái bảo hiểm thất nghiệp 90 yên này thôi, nó trừ tương đương với phần tỷ lệ phần trăm của cái số tiền lương. Thì tổng bị trừ của tất cả các cái khoản trừ này thì sẽ là 4 trên 2. 4 trên 2 còn 4 trên 3 khoảng tầm hơn 800 rưỡi. Thì còn lại thì 2 man rưỡi 721 yên. Và vẫn phần phải trừ tiếp là cái thuế. Thuế là thuế thu nhập cá nhân. Còn cái thuế thị dân thì của năm đầu tiên vẫn chưa phải đóng, thì sang năm thứ hai mới 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 bị trừ. Thì tổng các khoản bị trừ, các bạn bị trừ là 5 trên 3. 5 trên 3 thì còn lại chỉ được nhận về tay khoảng 24.671 yên, tương đương khoảng tầm hơn 5 triệu đồng một chút đấy. Thì cái tiền thưởng Tết, gọi là tiền thưởng cuối năm của thực tập sinh công ty mình, chỉ được khoảng tầm 5 triệu Việt Nam đồng thôi, sau khi trừ các cái khoản thuế khoảng chỉ được từ khoảng 5 triệu thôi, nó cũng rất là ít ỏi thôi. Thì anh em làm việc cả năm cũng thời điểm này thì nó ít việc, nhưng mà cũng có những thời điểm rất là nhiều việc, làm đến tận 8 9 giờ đêm. Tuy nhiên thì thực tập sinh thì trong cái hợp đồng không có cái tiền thưởng, nên là công ty cho bao nhiêu thì đành biết bấy nhiêu thôi bạn. Cũng rất là vất vả, và gọi là cái tiền này gọi là động viên anh em chính.
Đấy thì đấy là cái tiền thưởng Tết của tiền thưởng cuối năm của thực tập sinh công ty mình thì cho các bạn cùng tham khảo. Và nếu các bạn công ty khác là tiền thưởng Tết được nhiều hay không thì chia sẻ để cho các anh em biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.